Min nghe nói là ăn cái trái này thôi là sẽ trường sinh bất lão. Những bạn nào từng coi Tây Du Ký sẽ biết liền trái này. Đúng rồi, trái đào tiên. Tại nhân khẩu trong nhà cũng đông đông nên Min quyết định mua một thùng ăn cho nó đã. Như được biết á thì đây là trái đào tiên Bắc Kinh. Một thùng á là có 9 trái. Đào chỉ mới vào đầu mùa thôi. Min nghe nói á nếu là giữa mùa ăn sẽ giòn ngọt hơn. Nhưng mà cái tật háo ăn của Min á, trời ơi Min thèm quá nên quyết định mua ăn liền. Cái cảm giác đầu tiên khi mở cái hộp đào này ra là trời ơi mùi nó thơm, thơm phức. Khi mà cầm trái đào ở trên tay á, mọi người sẽ cảm thấy ở phía bên ngoài của nó có một lớp lông tơ mềm. Ngoài đào đỏ này ra, Min có mua thêm một ký đào mỏ quạt. Cái trái của nó nhỏ hơn và có màu xanh. Sau khi Min men đi rửa sạch thì những cái trái bên ngoài nó bóng bẩy ha. Cầm trên tay một lúc hai quả như vậy á thì thấy đào mỏ quạt có vẻ nó giòn hơn, còn cái đào đỏ nó mềm hơn. Sao nó mới cắn nè. Dạ, cắn đi. Cái thằng chú ký này đâu cần gọt vào. Ngon. Mọng nước ha. Ôi, ở bên trong nó mọng nước và cảm giác chứng minh này đang ăn trái dưa hấu gì đó mọi người. Ủa, mới ăn. Trái này ngọt không mùi? Trái đào mỏ quạt là công nhận nó giòn rụm, nó giòn hơn trái kia rất là nhiều. Sau khi đã ăn thử hai loại đào thì Min thấy trái đào đỏ vừa chín tới, có độ giòn nhẹ và ngọt thanh. Min nghĩ là nếu mà để nó chín hơn nữa thì ăn sẽ ngọt lắm. Còn trái đào mỏ quạt thì nó không có ngọt bằng nhưng mà giòn lắm nhưng vẫn thơm. Mình kết hợp ăn với muối tôm là chuẩn luôn. Cắn mấy miếng cho đã xong á, nghe nói là phải gọt vỏ mới ăn được á mọi người. Cắt vỏ Min lười quá nên quyết định là cắt thành muối giống miếng dưa hấu đó, ngồi kẹp 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 ăn rồi bỏ cái vỏ đi. U là trời, coi cái mặt đòi ăn của bà kiểu hấu ăn mắc cười quá. Hai bà này đúng kiểu kén ăn luôn á. Sau khi cho hai bà ăn thử hai loại đào thì hai em quyết định chỉ ăn mỗi trái đào đỏ thôi à. Mà một thùng đào chín trái vậy Min mua 630g, tổng trọng lượng tầm 3,5 kg, nếu chia ra một trái khoảng tầm 400g á. Ý mà trái đào này không biết đi làm đào ngâm được không ta, chứ cái màu ruột của nó mới thấy đẹp quá nè. Hai bà nhỏ này được cái mê ăn trái cây, gặp cái trái nào mà ngon ngon là ăn liền tù tì. Mà thôi mọi người đừng có mua ăn bây giờ, đợi vào mùa đi mua ăn cho nó ngon.